Vibro. Hello. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Mình và Khôi hôm nay có một chiếc chia sẻ nhỏ với các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái mic ngắn và Khôi sẽ có một cái hướng dẫn nhỏ để mà mix trên những cái mic mình vừa làm xong. Tất cả trên cái bộ quay nha các bạn nha. Bộ quay thông dụng của chúng ta hay dùng đó. Ok, các bạn đang coi cái project của mình, đây là một bài R&B. Thì mình đã làm sẵn một số cái track rồi. Mình sẽ làm thêm một hai track nữa cho nó có màu sắc ha. Các bạn nghe qua cái track gốc của mình. Nghe có muốn đọc rap không thầy Khôi? Quá hay luôn. Nghe vô là muốn mua cái beat luôn rồi. Có ai biết có một bí mật sau lưng thầy Khôi, đó là với một vị trí sound engineer còn núp bóng sau đó là thầy Khôi là một rapper xịn sò đấy nha các bạn nha. Hẹn một ngày nào đó mình với thầy Khôi sẽ có một cái jam beat on beat và thầy Khôi sẽ có lẽ là freestyle. Ok, mình đã có một cái track này gồm một cái core và một cái kick and cái snare và một cái hi-hat. Ok, giờ mình đánh thêm một cái nhạc cụ nữa, đó là guitar nha các bạn. Ok, mình sẽ đánh cái guitar này lên cái beat này. Dạ, yeah, mình đánh một vòng vậy thôi. Mình sẽ edit và mình copy ra. Mình chỉ quan tay những cái mình cần thôi. Rồi mình giữ nguyên lại chứ không có tay hết. Yo. Chỉnh lửa sửa velocity cho đẹp. Mình đánh tầm vậy thôi nha các bạn nha. Những cái này nếu cần hay hơn thì chúng ta sẽ soạn và ngồi tính toán nhiều hơn. Còn mình bỏ tay vô mình quất thôi. Nó là không biết cái bộ này là bộ gì mà nghe đã quá anh Vinh. À, cái bộ guitar này thì mình dùng trên Contact. Và cái tên của cái thư viện này nó là cái bộ này, Actop. Bộ này guitar khá hay nha các bạn. Thử một vài tiếng nữa cho các bạn xem. Rất thú vị. Rồi, cái tiếng nãy tiếng nào quên mất tiêu rồi. Để coi ambient. Rất xuất sắc các bạn. Rồi, để mình lấy lại cái tiếng cũ ha. Rồi, lấy lại tiếng nào đây? Clean thì. Thì là lick clean. Ok, tiếng nào cũng thích. Dạ, thôi mình lấy tiếng này luôn. Cũng được mà thầy Khôi ha. Cũng quá. Ok,
ok, mình copy lên ha. Rồi, cái tiếp theo mình sẽ tới một tiếng bay. Theo thầy Khôi thì chúng ta nên dùng cái bay kiểu gì để tiếng nữa dễ mít? Thầy Khôi muốn em nghe sơ một tí. Mấy tiếng bay hơi súp. Em nghĩ là mình đã có cái guitar rồi thì mình lấy một cái bass nào giống như guitar bass luôn. Guitar bass luôn chứ không phải lấy của synthesizer đúng không? Yeah. Ok. Mình sẽ lấy luôn một cái guitar của Logic luôn thử coi. Yeah. Cái bass này cũng hiện đang còn cái bay này hiện là bay synthesizer. Mình sẽ chọn cái bay đặt. Chỉnh thêm sao? Mình thử coi, mình kiếm xem. Thâm bass này không? Hơi nhiều. Hơi nhiều này, hơi nhiều. Rồi. Ok. Ngon. Ok ha, thử vô coi sao nó sao. Ok. Giảm âm lượng guitar tí để nghe nó cái nào. Mình lấy một cái bass của mặc định của Logic. Nó không có hay lắm các bạn ạ, nhưng mà nó hợp, nó ăn với lại cái mình muốn. Rồi, thu luôn. Thôi, hên xui ha, freestyle thôi. Thường cái bass thì cái bay, sorry, thường cái bay thì mình rất ít quan tay, mình đánh sao mình giữ vậy luôn. Wow. Yeah, copy luôn. Thú vị không thầy Khôi? Quá hay luôn. Mọi người thông cảm hôm nay hơi bệnh một tẹo. Hôm nay sao của thầy Khôi hơi bị distortion. Hơi thổn thức một tí. Ok, mình copy tiếp cái track 2 này. Quá. Rồi. Cái sau này mình sửa lại. Ok. Ok. Ok các bạn, vậy là mình đã làm xong cái phần guitar và bass trên một cái beat này. Trên cái beat này thì có một cái bạn học trò của hai anh em đã học, và bạn ở nhà nghe cái beat khoái quá, bạn tự làm một cái rap mà thu âm trên cái điện thoại để mình cho các bạn nghe qua cái phần thu âm này. Nghe âm thanh không được tốt lắm nha các bạn nha, cái chất lượng trên điện thoại thì các bạn biết rồi, nó hơi kém chất lượng. Baby xin đừng giận hờn again, tôi sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh xem chú em bên em anh không thể. Ông này ông đọc gì khó nghe quá Khôi. Hơi khó nghe. Tại vì nó hơi chói một tí, mình sẽ xử lý sau ha. Ok, rồi phần tiếp theo mình xin mời thầy Khôi có thể mix và chia sẻ. Mình sẽ mix trên những cái nhạc cụ rồi ha. Ok, mời thầy Khôi. Hello, xin chào mọi người. Yo, xin rồi, chào. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mình xử lý cái beat này trên một số cái plugin Waves thông dụng nhất ha. Mình sẽ giới thiệu sơ qua trước. Đầu tiên mình sẽ có là cái REQ, Renaissance EQ. Đây là một cái EQ có 6 band. Kế đến mình sẽ dùng cái RVox. Cái RVox nó có hai thứ, một cái là gate
nó sẽ có cái gate là đại loại là nó sẽ là giảm những cái tiếng ồn của mình, cái thứ hai là cái compressor, rồi kế đến mình sẽ là mình sẽ có một cái plugin để làm rộng, đây một cái plugin để làm rộng S1 imager, rồi kế đến là một cái reverb many em, và cuối cùng là một cái compressor khác nó giả lập độ cứng API 2500. Những cái plugin thông dụng ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ làm từng thứ một, mà từ mình sẽ xử lý cái vocal trước vì vocal là cái thứ quan trọng nhất, mình sẽ nghe qua trước, đưa ra một cái số nhận xét, sau đó mình sẽ xử lý. Baby xin đừng giận hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim. Ok, bây giờ mình việc đầu tiên khi mình làm tất cả mọi thứ gì, mình sẽ locate trước. Mình sẽ locate vocal, mình sẽ locate từ 80 trở lên. Cảm nhận cái chất lượng này nó khá là yeah. khá là thấp. Yeah. Baby xin đừng giận hờn again tôn, sorry vì không. Đây là không có nè. Baby xin đừng giận hờn again tôn, sorry. Đây là có nè. Baby xin đừng giận hờn again tôn. Nó sẽ sạch hơn một tí. Ok, bây giờ mình sẽ nghe thấy nó đang chói. Baby xin đừng giận hờn again tôn. Khoảng 6000 kHz. Mình sẽ trừ xuống. Baby xin đừng giận hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim, anh không thể làm cho em vui hơn. Rồi bây giờ cái thứ hai mình nghe được là cái tiếng hơi thở đang đập vô cái micro, nó là nghe nó khè. Nó sẽ là phần tần số 800-900, mình sẽ cắt xuống ở đó. Baby xin đừng giận hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim, anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì ok, mình nghe thử cái toàn bài. Baby xin đừng giận hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim, anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi. Thời gian ok, bây giờ khi mình cắt bớt những cái đó, bây giờ tiếng nó lại hơi mỏng, mình sẽ nâng ngược lại ở cái phần tần số 1000-2000 tí tẹo. Rồi. Baby xin đừng giận hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó sáng lên tí bằng cái high shelf này. Ok, mình sẽ nâng shelf từ 10000 lên. Baby xin đừng giận hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim, anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim. Ok, rồi sau khi EQ xong mình sẽ xử lý về dynamic. Bây giờ đầu tiên vô mình sẽ bật cái Revox lên. Mình có thể giải thích là cái Revox này cho mọi người là nó có cái tính năng gì nó? Thì nó sẽ chỉ có hai cái tính năng đơn giản nhất thôi. Cái tính năng đầu tiên là gate. Gate nó hoạt động bằng cách nó sẽ cắt những gì ở dưới cái mức ngưỡng mà mình chọn. Thì tức là nó sẽ cắt những cái tiếng mà nhỏ, ví dụ tiếng phòng hoặc là tiếng hơi thở. Nó sẽ làm những cái tiếng mình sạch sẽ hơn. Thì bây giờ mình sẽ play và mình nâng cái này từ từ lên. Hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim, anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ. Ok, mình nghe so sánh gì có và không có nhé. Hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho có. Hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành nó sạch hơn một tí. Sạch hơn là đó. Rồi sau đó mình compress xuống đơn giản thôi, mình cứ kéo xuống đến khi nào mình nghe cảm thấy đủ là được. Hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại khi mà mình nén xuống thì bắt đầu tiếng nó lớn hơn, thì có thể mình giảm âm lượng. Hờn again tôn, sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim, anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi. Thời gian bên em thì nhanh trôi, anh không thể ở bên em càng ngày, chỉ vì cảm giác em đơn côi. Nên thôi, chúc em từng ngày sẽ ốm hơn, chúc em sẽ sớm tìm được ai khác. Ok, bây giờ nghe nó hơi khô một tí tẹo, mình sẽ add một thẳng một cái reverb lên đây cho nó đơn giản thôi. Đây coi như vẫn nằm trong bản phối thôi mà. Mình không send hả Khôi? Send cũng được. Send cũng được. Send này, ok, bớt nào. Vậy đi. Rồi, bỏ vào đó. Ok, đấy, đúng rồi. Em sẽ dùng vợt gì?
một cái reverb tên là Manny Marakai. Cái tên của cái ông chế tạo ra cái reverb. Không phải, ông này là một ông mix engineer nổi tiếng, thì bộ Wave nhờ ông design ra cái reverb này giùm cho họ. Thì với rap mình thường sử dụng cái reverb ngắn, room. Rồi sau đó mình giảm time nó ngắn lại, relay it, dry wet cũng vừa phải. Còn again tôi sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim. Bởi vì anh chỉ là anh thôi, thời gian bên em thì nhanh trôi. Anh không thể ở bên em càng ngày chỉ vì cảm giác em đơn côi. Nên thôi, chúc em từng ngày sẽ ốm hơn. Chúc em sẽ sớm tìm được ai khác để bù đắp tổn thương. Ok, rồi bây giờ mình có thể làm cho cái reverb nghe thú vị hơn một tí bằng cách tăng cái phaser này, làm cho cái reverb nghe nó ảo. Còn again tôi sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim. Bởi vì anh chỉ là anh thôi, thời gian bên em thì nhanh trôi. Anh không thể ở bên em càng ngày chỉ vì cảm giác em đơn côi. Cái này là ba cái EQ của cái reverb mà mình điều khiển với cái phần low, mid và high của nó. Này mình reverb mình muốn nghe cho nó mượt thì mình sẽ giảm bớt phần high lại, và muốn reverb đặc hơn thì mình sẽ tăng cái compressor lên, tăng lên tức là reverb nó nén lại thì reverb nó sẽ đặc hơn. Này không ít nè. Bây giờ mình sẽ nâng hết cỡ lên cho. Chắc Khôi cho solo luôn cho mọi người dễ nghe. Tại vì anh thấy Khôi có một cái rất hay là Khôi nghe tổng thể rất là kinh. Cái lỗ tai không biết là mua ở đâu. Cho nên là anh cũng có một cái kỹ năng để nghe chung giữa vocal và một đống cái instrument đúng. Nhưng mà có thể là người khác người ta sẽ khó nghe hơn. Đúng rồi, đúng. Thì mình thay đổi chút xíu Khôi cũng nghe ra được. Có khi mọi người cần để mà solo mình để thấy nó rõ hơn. Ok, được. Đây là không có com nữa ha, không có compress. Còn again tôi sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh ở đây là có compress. Còn again tôi sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận nó có một cái cảm giác nghe đặc đặc hơn và nghe nó đều đặn hơn. Còn again tôi sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim. Bởi vì anh chỉ là anh thôi, thời gian bên em thì nhanh trôi. Anh không thể ở bên em càng ngày chỉ vì cảm giác em đơn côi. Nên thôi, chúc em. Ok, đây coi như sơ sơ mình đã làm xong cái phần vocal ha. Ok, một cái suột được thu từ điện thoại iPhone nha các bạn. Thì đây là mình với lại Khôi chia sẻ này, cách này để mình thấy những cái đơn giản nhất chúng ta cũng có thể sử dụng được và ứng dụng được. Làm cho cái bản thu của mình nó nghe hay hơn. Rồi bây giờ mình tiếp thôi, mình sẽ đến piano. Ok, piano đầu tiên cho mình cũng EQ thôi. Mình sẽ suy nghĩ về cái bản nhạc bây giờ mình sẽ muốn cái phần trống nghe nó đầy đặn thì mình sẽ cắt cái piano lên cao cao để cho nó chừa chỗ cho trống và bass. Còn again tôi sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không. Vì anh chỉ là anh thôi, thời gian bên em thì nhanh trôi. Anh không thể ở bên em càng ngày chỉ vì cảm giác em đơn côi. Nên thôi, chúc em từng ngày sẽ ốm hơn. Sẽ sớm tìm được ai khác để bù đắp tổn thương, baby. Okay. Mình sẽ muốn cho nó rộng ra một tí tẹo, mình sẽ sử dụng cái imager này, mình làm cho nó rộng ra. Em anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim. Bởi vì anh chỉ là anh thôi, thời gian bên em thì nhanh trôi. Anh không thể ở bên em càng ngày chỉ. Mục đích là mình để cho mọi thứ nó có không gian riêng, nó sẽ không có đánh lộn với nhau. Còn again tôi sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh dành cho em bên em, anh không thể cảm. Ok, rồi đến bây giờ đến cái kick. Mình vô mình đi trước thôi. Với kick này thì con người mình nghe được từ 20 trở lên mà, cho nên mình cứ low cut dưới 20 thôi cho nó sạch sẽ.
chỉ có để thì mình cũng không nghe được, nên là mình lâu cho sạch ha. Thì Khôi có thể nghe từ từ tần số bao nhiêu đến bao nhiêu hertz không? Em đoán thì từ 30 đến khoảng 19.000. Ghê lên 19 đó hả? Dạ. 19.000 thì nó cảm giác nghe nó hơi lên tới đó là điên khùng rồi. Nghe nó cảm giác hơi khó chịu đó, chứ mình thật ra không nghe được là nó là âm thanh rõ không? Nhưng mà mình có cảm giác cái gì đó khó chịu. Cái đó là cũng hiếm rồi đó Khôi, lên tới 19 cũng kinh khủng rồi. Nhìn lần điện thoại anh gian chuông bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi. Ok, bây giờ mình muốn cho cái kick nó mềm hơn một tí so với vocal, mình thử nghe cái kick với vocal nhé. Không bắt máy, nhìn lần điện thoại anh gian chuông bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp. Thì mình đang có cảm giác là kick nó hơi cứng quá. Thì mình sẽ sử dụng cái Revox luôn để mình nén cái kick lại một tí tẹo. Cái Revox nó có đặc trưng là nó hay làm cho cái giờ cái âm thanh của mình nghe nó mềm ra, thì mình sẽ nén nó lại. Không bắt máy, nhìn lần điện thoại anh gian chuông bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong tim. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi. Thời gian bên em thì nhanh trôi, anh không thể ở bên em càng ngày, chỉ vì cảm giác em đơn côi. Nên thôi, chúc em từng ngày sẽ ôm hơn, chúc em sẽ... Đó, bây giờ nghe nó đã mềm ra rất nhiều ha. Rất thích cái màu này. Ok, tiếp tục đến hai hát. Hai hát thì đôi khi sample vô nó đã hay, mình không có cần EQ nhiều, nhưng mà mình sẽ muốn cho cái hai hát thường là nó là một cái thứ khó chịu, cho nên mình sẽ muốn nó nhường chỗ những thứ khác, mình sẽ làm nó rộng ra. Sự ấm áp ở trong tim, anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi. Thời gian bên em thì nhanh trôi, anh không thể ở bên em càng ngày, chỉ vì cảm giác em đơn côi. Nên thôi, chúc em từng ngày sẽ ôm hơn. Ok, nghe nó tản ra ha. Dạ, yeah. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái bass trước. Đúng rồi, cái bass khá khó chịu. Em thì nhanh trôi, anh không thể ở bên em càng ngày, chỉ vì cảm giác em đơn côi. Nên thôi, chúc em. Thì một cái tip, một cái hướng dẫn nhỏ là thường mình sẽ mix cái bass với lại cái bộ trống của mình. Mình sẽ solo cái bass với lại cái kick và cái clap snare gì đó. Làm sao cho cái bass này nó giống như nó nằm làm một thể với lại cái bộ trống. Nghe cũng khá ok rồi. Rồi, coi như là kết thúc xong. Rồi một cái nữa, rồi bộ trống thường mình sẽ nằm giữa, thì có thể bass mình cho nó rộng ra một tí tẹo để mình nhường chỗ cho cái trống. Người Việt Nam hay có cái sử dụng cái từ là mix cho kích ôm bát đó. Cái đó. Hồi nãy Khôi nói chữ một thể và anh nhớ là sao đó, cái chữ một thể là giống như là để nó quyện vô. Kích ôm bát. đúng từ giang hồ là gọi là kích ôm bát đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó rộng ra đến khi nào mình cảm thấy nó chừa chỗ cái kích, thì kích sẽ nằm ngay chính giữa. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi. Thời gian bên em thì nhanh trôi, anh không thể ở bên em càng ngày. Ok, giờ đến cuối cùng là guitar. Ok, với phần này mình sẽ muốn chừa chỗ cho tất cả mọi thằng khác, mình sẽ để nó cao lên từ khoảng 90% gì ha. Wow. Cái guitar mình sẽ muốn cho nó bay, mình sẽ shell hai shell lên một tí tẹo. Nâng một tí
tạo phần này. Là sự ấm áp trong tim, anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi, thời gian bên em. Rồi tiếp tục mình sẽ send rồi cho nó một cái reverb. Rồi mình kéo cái reverb ngoài. Rồi với guitar mình sẽ muốn dùng cái hold nghe cho nó bay, rồi time dài, pre-lay lên một tí tẹo. Tùy theo cái bài mình muốn nó ấm hay là sáng, bây giờ mình nghe thử với cái beat. Không bắt máy, nhìn lần điện thoại anh xem chua anh bên. Xong thì có gì đó sai nhỉ? Cái đó cái big band này á, em bỏ ngay cái khoảng đó, còn nhớ lại cái big band. Rồi, cái này mình sẽ muốn nó sáng. Chưa có gửi. Em chưa gửi, em chưa send. Thôi em, dạ. Yeah. Sau đó mình sẽ làm những cái reverb rộng ra. Phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi, thời gian bên em thì nhanh trôi, anh không thể ở bên em càng ngày chỉ vì cảm giác em đơn côi, nên thôi chúc em từng ngày sẽ ốm hơn, chúc em sẽ sớm tìm được ai khác để bù đắp tổn thương. Hiện tại nó đang hơi che cái vocal một tí, thì mình sẽ compress cái reverb này lại một tí tẹo bằng cái revox luôn, cho đến khi nào nó nhẹ hơn vocal. Không bắt máy, nhìn lần điện thoại anh xem chua bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp trong tim. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi, thời gian bên em thì nhanh trôi, anh không thể ở bên em càng ngày chỉ vì cảm giác em đơn côi, nên thôi chúc em từng ngày sẽ ốm hơn, chúc em sẽ sớm tìm được ai khác để bù đắp tổn thương, baby. Rồi, sẽ cắt một tí ở 700. Không bắt máy, nhìn lần điện thoại anh xem chua bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp trong tim. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi, thời gian bên em thì nhanh trôi, anh không thể ở bên em càng ngày chỉ vì cảm giác em đơn côi, nên thôi chúc em từng ngày sẽ ốm hơn, chúc em sẽ sớm tìm được ai khác để bù đắp tổn thương, baby. Ok, tạm thời là Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nghe tổng thể cái ha. Dạ, nghe từ đầu và so sánh trước và sau. Mình có cách nào để mình tắt một lượt hết tất cả gì mình làm không ta? Đây, tắt một lượt. Dạ, đây là đã bypass và disable hết tất cả những gì nãy giờ mình làm. Nghe so sánh trước. Baby, xin đừng giận hờn again, tôi sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh xem chua bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp trong tim. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như tình nữa trong phim, bởi vì anh chị. Ok, giờ mình sẽ bật lên lại. Và mình sẽ bật lên lại để so sánh. Yo, giờ các bạn nghe đã bật lên lại những cái plugin. Yep. Baby, xin đừng giận hờn again, tôi sorry vì không bắt máy. Nhìn lần điện thoại anh xem chua bên em, anh không thể cảm nhận được sự ấm áp trong tim. Anh không thể làm cho em vui hơn hệt như ngôn tình ở trong phim, bởi vì anh chỉ là anh thôi, thời gian bên em thì nhanh trôi, anh không thể ở bên em càng ngày chỉ vì cảm giác em đơn côi, nên thôi chúc em từng ngày sẽ ốm hơn, chúc em sẽ sớm tìm được ai khác để bù đắp tổn thương, baby. Yeah. À, có một sự thay đổi khá đáng kể. Yeah. Các bạn biết. Ok các bạn, hôm nay mình và Khôi Đỗ có một cái chia sẻ, một cái tip ngắn trong một cái bài vừa làm beat và vừa mix. Thì Vibro chúng tôi mong là các bạn sẽ luôn nhớ đến chúng tôi như là một cái tập thể luôn sẵn sàng chia sẻ những kiến thức về làm nhạc, phối nhạc và sản xuất âm nhạc. Thì chúng tôi luôn sẽ update những cái video như thế này đều. Sẽ cố gắng làm mỗi tuần một cái để cho mọi người thứ nhất là biết đến chúng tôi, cái thứ hai là sẽ tự cải thiện bản thân trong cái quá trình làm nhạc và sản xuất âm nhạc.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yeah, thank chúng you. Tôi là Vibro. Yeah, Vibro. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Yeah. Bye bye. Vibro.